lăng bánh ú cho Quảng Nam những ngày cận Tết Đoan Ngọ. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nêu lý do cần giảm tuổi hưởng lương hưu. Người dân liều mình trên cát tự chế vượt lũ dữ. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự lúc 20 giờ. Bản tin hôm nay ngày 21 tháng 6 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Những ngày này, nhiều hộ dân tại làng Tân Phong, xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam lại bận rộn từ sớm để cho ra lò những mẻ bánh ú cho phục vụ dịp Tết Đoan Ngọ đang cận kề. Theo các hộ dân, hiện tất cả các bánh làm ra đều đã được đặt trước. Thị trường tiêu thụ bánh ú cho chủ yếu là ở Đà Nẵng, Quảng Nam và các tỉnh Tây Nguyên. Có con 4 tuổi nhưng mắc bệnh tay chân miệng đến 3 lần. Chị Nguyễn Thị Kiều, thành phố Cần Thơ không khỏi lo lắng khi con có nguy cơ tiếp tục tái nhiễm. Theo thống kê của Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 2.200 ca mắc tay chân miệng, trong đó có 1 ca tử vong. Sở Y tế thành phố Cần Thơ nhận định, dịch bệnh năm nay dự báo khó lường, trẻ em từng mắc bệnh tay chân miệng vẫn có nguy cơ tái nhiễm. Do đó, cha mẹ cần đưa trẻ đến ngay bệnh viện nếu thấy những dấu hiệu bất thường. Mặc dù phương án xây dựng cầu tràn qua suối Ngân Luộc đã có, nhưng trong lúc chờ đợi, dù lo sợ nguy hiểm, nhưng người dân xóm Bình Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên vẫn buộc phải đu mình trên những sợi cáp treo tự chế vượt suối trong khi bên dưới là dòng nước lũ đang lên cuồn cuộn. Người dân mong cầu sẽ sớm được xây dựng tại đây để có thể qua suối một cách an toàn hơn. Thưa quý vị, vài năm trở lại đây, ngày càng nhiều bạn sinh viên báo chí lựa chọn truyền thông sẽ là công việc gắn bó sau khi ra trường thay vì làm việc tại các tòa soạn. Bởi các bạn cho rằng báo chí là một ngành nghề khó, đòi hỏi nhà báo phải có sự kiên trì, đam mê với nghề. Và để có một góc nhìn khách quan và định hướng đúng đắn cho các bạn sinh viên ngành báo chí, truyền thông trong vấn đề này, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ phía chuyên gia. Những năm gần đây, ngành báo chí và truyền thông luôn là những ngành đi đầu, tích cực chuyển mình trong công cuộc chuyển đổi số và có thay đổi phù hợp với xã hội hiện đại. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ, nhiều sinh viên báo chí sau khi ra trường có định hướng chọn làm lĩnh vực truyền thông nhiều hơn thay vì hoạt động báo chí cách mạng. Có rất nhiều nhà báo lỗi lạc. Tôi dùng chữ lỗi lạc chứ không phải chỉ là những nhà báo giỏi. Trưởng thành không phải từ các lò đào tạo, không phải từ các môi trường đào tạo chuyên về báo chí. Họ trưởng thành từ thực tiễn và với kiến thức rất là uyên thâm, rất là uyên bác ở trong những lĩnh vực chuyên sâu. Với những cái kỹ năng nghiệp vụ dần được trau dồi và họ tạo ra những cái bước phát triển rất nhanh chóng. Còn ngược lại, nếu những cái nhà báo chỉ có biết những cái kỹ năng đơn thuần trong việc tin là gì, phóng sự là gì, thì họ sẽ thiếu cái nguồn năng lượng cơ bản là những kiến thức chuyên sâu. Và do vậy là ở đây hãy nhìn thấy cái thách thức đó của thực tiễn để nhìn thấy rằng là chúng ta còn đang thiếu cái gì và tự bồi đắp. Việc học không phải là việc cứ học một trường đại học báo chí xong có thể làm báo. Nhưng ngược lại là cái môi trường làm báo cũng khuyến khích và tiếp thêm cái năng lượng để người ta thêm yêu nghề. Bởi vì nghề nào cũng vậy, đầu tiên là có sự đam mê. Thưa quý vị, lụp sụp, nhếch nhác và vắng bóng người qua lại là những gì đang diễn ra tại khu chợ tạm Phú Đô thuộc phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đang nói dự án chợ Phú Đô ngay tại đây có vốn đầu tư 18 tỷ đồng, cơ bản đã hoàn thành được 7 năm nay nhưng chưa được đưa vào sử dụng, khiến cho tiểu thương vô cùng bức xúc và phải sử dụng chợ tạm xuống cấp. Dưới đây là phần ghi nhận của phóng viên báo động. Mấy năm nay về cái chợ này là kém lắm, không bán được. Thì người ta họp trên đường hết, không ai xuống dưới chợ. Bây giờ ngồi đây, thật sự bọn tôi đi ngồi đây như cảm giác như chỉ đi giữ chỗ. Hàng thì không bán được, thu nhập không có. Cả chợ này, bây giờ tầm này chỉ có toàn người bán, không có người mua. Thì hỏi rằng sinh ra cái chợ thì để làm gì? Thì tôi đề nghị các cái cấp lãnh đạo của thành phố và quận và phường Phú Đô và hợp tác xã Phú Đô phải coi như là giả chợ cho chúng tôi về chợ bên kia. Trước khi đi thì nói là 6 tháng đến 7 tháng thì về giả chợ thôi. Nhưng bây giờ là 7 năm rồi, chưa giả chợ cho chúng tôi. Hóa ra là cái vấn đề này thì các tiểu thương rất là bức xúc. Tiếp nối bản tin, mời quý vị cập nhật một số tin nhanh nổi bật diễn ra trong ngày. Sau khi các dầm cầu bị gãy, đổ sập ở dự án thi công cao tốc Bắc Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An được chia sẻ trên mạng xã hội hôm 20 tháng 6. Mới đây, đại diện Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, đơn vị thi công trực tiếp tuyến cao tốc này xác nhận.
Sự việc trên xảy ra đã hơn một tháng trước. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc trong lúc vận chuyển, lắp ráp cáp dầm và mố cầu, công nhân đã không cẩn thận và làm va chúng vào nhau. EVN vừa có văn bản gửi các đơn vị thành viên yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân khi để xảy ra tình trạng thiếu điện, đồng thời yêu cầu các đơn vị trực thuộc, các ban EVN khẩn trương thực hiện báo cáo kết quả trong ngày 21 tháng 6 năm 2023. Liên quan đến quy định giảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm trong dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị giữ nguyên quy định như dự thảo. Bộ này lý giải, các trường hợp nghỉ hưu, mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định sẽ bị giảm 2% tỷ lệ hưởng lương hưu. Như vậy, nếu áp dụng quy định trên với các trường hợp nghỉ hưu sẽ dẫn đến tình trạng tỷ lệ hưởng lương hưu là quá thấp. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin lúc 20 giờ của Báo Lao Động. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.